Chào các bạn nhé. Hôm nay mình làm cái video này để cho các bạn xem thử 1 triệu lượt view trên Facebook từ user Việt Nam thì được bao nhiêu tiền. Thì mình cho các bạn xem cỡ khoảng 10 video từ cái fanpage của mình nhé. Rồi. Cái video đầu tiên á thì nó có là 850 ngàn lượt view tối thiểu 3 giây, và có lượt view 1 phút là 369 ngàn, tức là Facebook nó chỉ hiển thị quảng cáo từ cái lượt view 1 phút thôi. Thì cái video này mình kiếm được 105.72 đô nhé. Đó, rồi mình bắt đầu cho bạn coi cái video thứ hai. Cái video thứ hai của mình á, lượt view 3 giây là hơn 1 triệu, nhưng mà lượt view 1 phút đó là tới 454.000 lượt view 1 phút, thì mình kiếm được gần 300 đô từ cái video này. Rồi mình bắt đầu cho mình coi video thứ ba. Thì cái video này là có 157.000 lượt view 3 giây và 53.000 lượt view 1 phút, và kiếm được là gần 17 đô. Rồi video thứ tư là 1.3 triệu lượt view 3 giây và 476.000 lượt view 1 phút, và thu nhập là 224 đô. Tức là mình nhắc lại một lần nữa là Facebook nó chỉ hiển thị quảng cáo từ cái lượt view trên 1 phút thôi. Video thứ năm là video này có 2.8 triệu lượt xem và có 1.2 triệu lượt xem trên 1 phút, và mình kiếm được 231 đô. Cái lý do mà cái video này rất là nhiều view nhưng mà kiếm được ít tiền, tại vì mình không có săn lên khi mà nó bắt đầu có view, thì sau 1 2 ngày nó bắt đầu săn. Thì cái fanpage của Facebook nó có 3 cái chế độ khác nhau, tức là thứ nhất là auto săn, thứ hai là gửi nút sẽ chết duyệt, và cái thứ ba là sau cỡ khoảng 12 tới 24 tiếng mới bắt đầu săn. Thì cái video thì cái fanpage của mình đó là thuộc cái loại sau 24 tiếng mới bắt đầu săn. Rồi mình cho các bạn coi cái video tiếp theo nhé. Video này là có 1 triệu lượt xem và có 394.000 lượt xem 1 phút, và kiếm được 74.8 đô. Thì đây là cái giai đoạn mà fanpage của mình có view nhưng mà nó lại không có sẵn. Mình cho bạn coi thì video tiếp theo. Video này 2.3 triệu lượt xem và 1.2 triệu lượt xem 1 phút, và kiếm được 347 đô la nhé. Mình tiếp tục cho mình xem cái video này. Thì video này là có 880.000 lượt xem và 361.000 lượt xem trên 1 phút, và kiếm được 84 đô nhé. Video này là có gần 2.6 triệu lượt xem và 1.1 triệu lượt xem 1 phút, và kiếm được 531 đô. Video này kiếm được 1.4 triệu lượt xem và 594.000 lượt xem trên 1 phút, và kiếm được 284 đô. Thì có rất là nhiều cái yếu tố để mà quyết định là cái 1 triệu view của mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Thứ nhất là cái fanpage của mình thuộc cái dạng nào, tức là khi mà vừa có view mà nó sánh lên đó, thì mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng mà cái Facebook nó hoạt động chưa có ổn định lắm, nên nhiều khi là mình up cái video lên có khi 1 2 ngày sau nó mới bắt đầu sánh, thì lúc đó nó lại bắt đầu hết view rồi. Và lại thứ hai á, là do cái chủ đề mình làm, thứ ba là do cái giá của mình hiển thị. Thì cái fanpage của mình chỉ có hiển thị
từ Việt Nam là chủ yếu, tại vì mình làm phim của Việt Nam. Rồi mình sẽ video sau mình sẽ làm ba cái loại fanpage khác nhau, và mình nếu mà có người theo dõi thì mình sẽ làm mình sẽ tạo một cái fanpage, và mình sẽ kéo cái fanpage đó từ không user cho tới khi bật kiếm tiền được, và quay lại cái việc làm của mình hàng ngày cho các bạn xem. Nên để các bạn thấy video này có hữu ích thì các bạn subscribe kênh của mình nhé. Rồi cảm ơn các bạn.